Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã đi qua được nửa chặng đường. Đồng hành cùng với các sĩ tử, hoạt động tiếp sức mùa thi của lực lượng thanh niên tình nguyện đã và đang diễn ra sôi nổi, thiết thực. Từ sáng sớm, các tình nguyện viên của thị xã Sapa đã có mặt tại địa điểm tập kết, sẵn sàng cho công việc đã được phân công. Người nhặt rau, người nấu cơm, những suất ăn miễn phí nóng sốt sẵn sàng phục vụ các thí sinh ngay sau khi các em kết thúc bài thi buổi sáng. Hôm nay thì là bọn em đã đến để hỗ trợ bếp ăn từ rất sớm ạ, thì để đảm bảo cho một bữa ăn đầy đủ cho các bạn. Thông qua đây thì là bọn em cũng muốn hỗ trợ các bạn, chia sẻ khó khăn với cả các bạn để các bạn có một kỳ thi tốt. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, tác động nhiều đến công tác tổ chức và các thí sinh dự thi. Chính vì vậy, chương trình tiếp sức mùa thi năm nay của tuổi trẻ Lào Cai cũng có nhiều thay đổi linh hoạt để đảm bảo phù hợp an toàn. Mới đầu vào cổng trường thì chúng em đều thay khẩu trang và sát khuẩn y tế và chúng em cảm thấy rất là an toàn, em cảm thấy không có gì là lo lắng. Chuẩn bị tinh thần có thể kịp phản ứng nhanh cho việc có thể thí sinh đến muộn hoặc là vô tình quên giấy tờ thì chúng tôi đã chuẩn bị và cũng sẵn sàng một đội hình gọi là xe ôm miễn phí hay còn gọi là đội phản ứng nhanh để có thể hỗ trợ các bạn một cách tốt nhất. Năm nay, tuổi trẻ Lào Cai thành lập 38 đội tình nguyện với hơn 1.000 tình nguyện viên hoạt động tại 20 điểm thi trên địa bàn. Thông qua các hoạt động, chương trình tiếp sức mùa thi đã góp phần giảm bớt lo lắng, động viên thí sinh an tâm hơn trong những ngày thi.